qua điều tra dịch tễ, đánh giá các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng và các địa phương khác, dịch bùng phát đợt này có thể xuất hiện từ đầu tháng 7 chứ không phải từ trước đó. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch đợt này khác nhiều và phức tạp hơn do giao lưu đi lại khá lớn. Tới đây, phải coi Quảng Nam tương tự như Đà Nẵng, do số ca mắc tại đây ngày càng tăng và có sự lây nhiễm nhanh trong gia đình. Vì vậy, Bộ Y tế và các bộ ngành tiếp tục tăng cường chi viện nhân lực bởi lần này dịch lây lan mạnh tại những khoa yếu điểm nhất như khoa hồi sức tích cực, thận nhân tạo, tim mạch. Qua điều tra dịch tễ và dựa trên các xét nghiệm kháng thể, phân tích gen và dựa vào kết quả của nhóm theo dõi truy vết trong cộng đồng, Bộ Y tế khẳng định dịch lần này bắt đầu từ tháng 7, ca F0 đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng và là nguồn xâm nhập từ bên ngoài vào. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tiến hành lấy 50.000 mẫu xét nghiệm kháng thể tại Đà Nẵng và mở rộng thêm tại Quảng Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đây là một cuộc chiến còn kéo dài, chỉ khi nào có vaccine mới hy vọng có thể dập tắt. Nhiều quốc gia trên thế giới do lơi lỏng đã khiến dịch bệnh quay lại và bùng phát. Vì vậy, dịch xuất hiện tại Đà Nẵng lần này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các bệnh viện và địa phương trong việc thực hiện thật nghiêm các quy định phòng chống dịch. Về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành y tế đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố đảm bảo kỳ thi an toàn cho tất cả các em học sinh, theo dõi chặt chẽ sát sao đến tận ngày thi cuối cùng.